Ngoài những công trình kiến trúc nổi tiếng, những tòa lâu đài cổ kính, những cung điện nguy nga tráng lệ, nhắc đến Đức là còn phải nhắc đến những viện bảo tàng. Và càng không thể nhắc đến bảo tàng Schokola Kologer, bảo tàng ngọt ngào nhất nước Đức. Bảo tàng Schokola Kologen có gì đặc biệt? Nằm dọc bờ sông Rhen, thơ mộng với thiết kế mang dáng dấp như là một con tàu, bảo tàng chocolate danh tiếng Impo Software của thành phố Kologer của Đức được xây bằng kim loại và kính đầy ấn tượng. Đây là nơi sản xuất và trưng bày những sản phẩm sô-cô-la đa dạng đẹp mắt nhất cả nước Đức và ở trên thế giới. Và khi mà mình muốn vào thăm bảo tàng, bạn phải mất từ 4 cho đến 17 euro, tính ra tiền Việt Nam thì khoảng 100 cho đến 450.000 đồng. Nhưng mà Tuấn và mọi người đi ở đây thì mua vé nó hơn 4 euro. Bảo tàng được làm bằng kính trong nhằm thể hiện sự mở rộng, không giới hạn, cũng tựa như chocolate có thể biến đổi thành vô số hình dạng và được chuyên chở bằng rất nhiều cách như là đường bộ và container hoặc là máy bay, chứ không chỉ bó hẹp trong hình dạng những thanh nhỏ màu nâu đậm như mọi người thường hình dung. Bảo tàng không chỉ là nơi để trưng bày đơn thuần mà còn là không gian mở để mọi người giao lưu. Hàm ý ở nơi đây sẽ chuyên chở tất cả những câu chuyện về lịch sử, về văn hóa liên quan tới chocolate, cũng như toàn bộ quá trình liên hệ giữa con người với thứ thực phẩm đặc biệt này. Nếu có dịp tới Đức, các bạn nhớ đến thăm bảo tàng Schokola Kologer để tận hưởng hương thơm ngọt ngào, và đừng quên mua vài thỏi sô-cô-la làm quà cho những người thân yêu nhé. Và Tuấn cũng đã mua một số loại sô-cô-la khác nhau để về tặng cho người thân.